Yo, hello anh em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video mà mình nghĩ là có thể hỗ trợ cho anh em rất nhiều trong trận đấu. Chúng ta hãy đến với lớp học dứt điểm 101. Và đây sẽ là một video mình nghĩ là sẽ đầy đủ các cái thông tin để cho anh em có thể tung ra những cú dứt điểm, có thể nói là vượt qua bất kỳ thủ môn nào. Ok, sang đến mùa 2021 của chúng ta thì có lẽ là nhiều anh em sẽ cảm thấy được rằng là cái khả năng dứt điểm nó đã trở nên khó hơn rất là nhiều, cũng như là thủ môn đã hóa trang hay sao mà nhiều quả chúng ta sút chả vào gì cả. Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một vài các cách dứt điểm mà nó có thể giúp cho anh em đa dạng hơn trong cái việc chúng ta tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm, đầy tính hiểm hóc và không cho thủ môn bất kỳ một cơ hội nào. Ok, bắt đầu ngay với cách đá số 1. Ok, và mình sẽ bắt đầu với phần tập luyện của chúng ta để anh em có thể có một cái nhìn cụ thể nhất. Rồi, đầu tiên là từ một cái điểm rất là đơn giản thôi, đó chính là việc giảm tốc độ khi chúng ta băng lên và đối mặt với thủ môn. Với cái pha bóng này thì chúng ta sẽ giảm tốc độ một chút và dứt điểm. Thì khi mà anh em giảm tốc độ, chúng ta có thừa không gian và thời gian để có thể tung ra một cú sút vào góc gần hoặc là chéo góc. Tuy nhiên, chúng ta nên tung ra những cú sút vào góc gần thì cái độ chính xác của anh em, cái độ ghi bàn, khả năng ghi bàn của anh em sẽ cao hơn. Hoặc là giảm tốc độ để chúng ta đưa bóng vào góc xa cũng được. Thì lúc đó anh em sẽ có một pha ngoặt bóng như là Rummenigge vừa thể hiện. Rồi, hãy nhớ giảm tốc độ chính là điều cơ bản nhất trong cái việc chúng ta dứt điểm. Và khi đó thì thủ môn, chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta nhìn thủ môn. Cái pha bóng này thì đương nhiên là chúng ta giảm tốc độ hơi hơi lâu rồi. Đó, thì anh em hãy chú ý vào cái phần đấy. Thì anh em phối hợp 1-2, đơn giản thôi. Đến đây rồi, Mbappe giảm tốc độ một nhịp và tung ra cú dứt điểm. Tiếp theo, đó chính là dứt điểm vào góc gần. Ở cái mùa năm nay thì cái việc dứt điểm vào góc gần sẽ giúp cho anh em có những cái pha bóng khá là chính xác. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một pha bóng như thế này đây. Sút vào góc gần, mình sẽ đẩy lên cho Van der Beek, Rummenigge. Rồi chúng ta chạy lên, giảm tốc độ và ngắm ngay vào góc gần. Đó là một pha bóng khá là đơn giản nhưng đầy tính hiệu quả trong mùa năm nay. Hoặc có thể là anh em sẽ thực hiện một pha bóng gạt bóng khá là đơn giản rồi chúng ta sẽ tung ra một cú dứt điểm. Đấy cũng là một cách để chúng ta đưa bóng vào góc gần như thế này. Một pha chạm bóng nhẹ thôi. Mình sẽ làm lại với Van der Beek. Gạt bóng, dứt điểm. Thì cũng là đưa pha bóng vào góc gần nhưng mà thủ môn cũng sẽ mất một khoảnh khắc để phán đoán được rằng là chúng ta sẽ tung cú sút vào phía nào. Thì đây, mình sẽ làm lại một lần nữa, Mbappe và Rummenigge. Rummenigge sẽ có một pha cả sân bên này nhẹ thôi và chúng ta dứt điểm. Thì cũng sẽ tăng cái độ hiệu quả hơn khi anh em đối mặt với thủ môn. Tiếp theo đó chính là cái việc dứt điểm ngoài vòng 16m50. Nhiều khi anh em dứt điểm như thế này, mình ở ngoài vòng 16m50 với Mbappe như thế này đây và chúng ta dứt điểm. Thì nhiều khi các pha bóng là ra ngoài hoặc là không phải là nó đập vào cột dọc hay là xà ngang hay sao. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Đây, mình vừa rồi mình đã tung một cú sút với cả Van der Beek. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Đơn giản thôi, anh em hãy đưa bóng lệch sang phía ngoài một chút. Ví dụ như thế này, mình đang đi bóng như này, mình lệch sang phía ngoài một chút và chúng ta sẽ tung ra một cú dứt điểm. Thì cái khả năng mà cái pha bóng cũng tạo ra một cái sự bất ngờ nhất định. Rồi, anh em sẽ đưa bóng ra ngoài, quay ra phía ngoài với khung thành. Và đơn giản, chỉ là phòng như này, quay ra hơi ngoài một chút. Với Rummenigge mình sẽ làm lại, hơi để ra ngoài một chút và tung ra cú dứt điểm. Thì cái khả năng mà gây ra độ sự đột biến cũng là có với cái việc là dứt điểm ngoài vòng 16m50 như thế này. Đối với các cầu thủ mà thuận chân phải thì đương nhiên là với cái chân thuận nào thì anh em sẽ thường hay đá ngược lại, đá vị trí ngược lại với chân thuận đó. Ví dụ như là trong trường hợp của Rummenigge thì anh em hay dứt điểm ở bên tay trái với Rummenigge ở chân thuận chân phải thì sẽ như thế này. Ngoài ra thì với việc mà cầu thủ thuận chân phải nhưng mà đi từ phía bên tay phải thì sao? Thì chúng ta sẽ có một pha dứt điểm như thế này, mình sẽ kéo lại ở đây. Có Bellerin thì đi vào trong một chút và gạt rồi dứt điểm. Cũng là một pha dứt điểm đơn giản nhưng hiệu quả. Hoặc anh em cũng có thể là đưa bóng vào góc bên góc xa của khung thành, ví dụ trong trường hợp này mình có Van der Beek đang di chuyển đây, chúng ta kéo thật mạnh sang bên kia thì bóng nó cũng sẽ đẩy được sang được cái góc bên tay trái của chúng ta. Thì đấy là khi mà anh em sử dụng các cầu thủ thuận chân phải hoặc chân trái nhưng đá vào hai phía ngược lại, dứt điểm ở vị trí ngược lại so với chân thuận của mình. Một lần nữa về Van der Beek, đẩy thật mạnh sang bên kia.
thì cái độ khó của trái bóng cũng, cái quỹ đạo của trái bóng bay cũng rất là khó chịu. Tiếp theo, đó chính là những pha dứt điểm đầy kỹ thuật, cứa lòng đầy kỹ thuật mà mình tin rằng anh em cũng đã từng sử dụng rất nhiều với Lionel Messi hay là Maradona rồi. Thì ở cái mùa năm nay, để cho những cái pha dứt điểm ngoài vòng cấm, những cái pha cứa lòng ngoài vòng cấm của chúng ta đầy cái sự đột biến hơn nữa, thì đơn giản thôi, anh em hãy dứt điểm như thế này. Ta đi thẳng như này một chút. Rồi vị trí này, Van de Beek thuận chân phải, mình sẽ rút từ tay trái. Ta đi này một chút và chúng ta hơi kéo ra ngoài một chút như thế này. Anh em nhìn thấy có cảm giác như là bóng nó bay khá là dễ bắt. Tuy nhiên mình sẽ phải làm lại với một cầu thủ có cái độ xoáy hơn. Ok, mình sẽ sử dụng đây, Mbappe. Và lại Mbappe sẽ sút chân trái nha. Đi ra ngoài một chút và chúng ta cứa lòng. Đó là như vậy. Cảm giác là bóng bay rất là liệm luôn. Ok, mình sẽ làm lại với Dominic. Đây, đi xuống, hơi kéo ra ngoài một chút và cứa lòng. Đối với các cầu thủ như là David Beckham thì cái độ xoáy nó sẽ cao hơn. Mình sẽ chuyển sang David Beckham nha. Đây, chúng ta đi sang bên này nha. Rồi, quay lại, kéo xuống, hơi ra ngoài một chút và cứa lòng. Đó, những cái pha bóng nó tạo ra cái độ xoáy nhất định vừa phải, bóng bay khá là liệm và đầy sự nguy hiểm. Cái cách mà thủ môn cũng khó có thể đoán được cái hướng mà chúng ta sẽ sút. Hơi chéo ra ngoài một chút, anh em có thể nhìn thấy cái pha bóng này thì đương nhiên là Beckham đang thuận chân phải. Mình sẽ đá lại nha. Rồi, chúng ta đi lên đây này, quay xuống, hơi chéo ra ngoài một chút và cứa lòng. Bóng đi rất khó chịu. Đối với những pha bóng mà cứa lòng ở góc gần thì mình cũng không cần phải giải thích cho anh em quá nhiều vì nó cũng khá đơn giản thôi. Hãy nhớ rằng anh hãy giảm tốc độ xuống và chúng ta sẽ tung ra một cú cứa lòng như thế này, giảm tốc độ và cứa lòng thì thủ môn cũng sẽ mất một nhịp để có thể phản xạ những pha bóng đấy. Ok, mình sẽ giải thích lại một chút, mình sẽ nói lại cái phần về khả năng dứt điểm bằng cách cứa lòng ngoài nhé, hơi xa một chút. Anh em hãy nhớ rằng khi mà chúng ta điều khiển cái nút của chúng ta thì cái nút nó sẽ hơi lùi lại, hơi chéo xuống như thế này, chúng ta cứa lòng. Đó, pha bóng đối với những cầu thủ mà có cái khả năng sút xoáy cao, ví dụ như David Beckham, mình sẽ thử lại với David Beckham. Đối với những cái cầu thủ như David Beckham như thế này đây, khả năng sút xoáy rất cao. Mình sẽ đi xuống này, anh em hơi liệm ra ngoài một chút và cứa lòng. Pha bóng đi cực kỳ là xoáy luôn. Ok, tiếp theo đó chính là cái việc sử dụng cái khả năng lốp bóng của chúng ta. Ok, cái này mình nghĩ anh em sẽ cảm thấy rất là thú vị đây. Rồi, tuy nhiên lốp bóng thì cũng sẽ tùy tình huống thôi. Ví dụ như là thủ môn lên cao, không có cách khác chúng ta phải lốp bóng. Thì cái việc là lốp bóng này nó sẽ tạo ra cái sự bất ngờ. Bởi vì là khi đó thủ môn cũng sẽ mất một nhịp để phản ứng. Tuy nhiên đối với những cái thủ môn mà cao to thì cái việc mà chúng ta lốp bóng qua đầu thì cũng khá là khó. Tuy nhiên nếu anh em biết cách lốp thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Với những tình huống cụ thể như là khi anh em đang di chuyển bóng như thế này, chúng ta phối hợp 1-2 được rồi, qua được các hậu vệ rồi, không còn một ai cả và chỉ còn thủ môn thôi. Và khi đó thủ môn đang băng lên, thế nên cái việc đơn giản chúng ta chỉ cần là gạt và hiện một pha lốp bóng thôi là thủ môn cũng đã bó tay rồi. Tuy nhiên lúc đấy thì có khả năng là thủ môn sẽ không lao ra hoặc thủ môn sẽ lao ra, thì anh em sẽ tùy vào tình huống để chúng ta đưa ra một cái sự lựa chọn sáng suốt nhất. Ngoài ra với những anh em nào mà đã quen tay với cái việc lốp bóng rồi thì chúng ta cũng có thể thể hiện một cái pha lốp bóng đầy tính kỹ thuật như là gì. Chúng ta đang định sút từ bên tay trái nhưng mà anh lại gạt sang bên tay phải để lốp bóng. Thì đấy cũng là một cái pha thể hiện cái kỹ năng thượng thừa của chúng ta. Ví dụ như thế này mình sẽ làm lại. Van de Beek, Mbappe, Van de Beek, Vinegar. Đây rồi. Nhưng mà chúng ta định sút bên này cơ. Đó, như vậy cũng là một pha đầy tính ngẫu hứng và đầy sự kỹ thuật. Tiếp theo đó chính là một pha bóng mà mình nghĩ anh em có thể tham khảo về cách dứt điểm mà tính chất hơi nâng cao ở đây. Thì đó là pha bóng gọi là gì, chúng ta sẽ chuyền bóng từ phía hành lang hai bên như thế này. Và khi mà dứt điểm thì tiền đạo bên trong của chúng ta sẽ thể hiện một pha lốp bóng. Ví dụ như là chúng ta hay chuyền như thế này và anh em ấn sút luôn. Thì nhiều khi những cái pha bóng sẽ bị thủ môn bắt hoặc là chúng ta sẽ đá ra ngoài. Vậy thì nếu như vậy chúng ta có những giải pháp nào khác. Đó chính là việc chúng ta tung ra một đường chuyền và chúng ta sẽ thực hiện một pha lốp bóng. Giờ chúng ta sẽ tung ra một đường chuyền từ hành lang cánh và dứt điểm bằng một pha lốp bóng nhé. Thì đấy cũng sẽ tạo ra cái sự đột biến nhất định dành cho thủ môn, khiến cho thủ môn cũng
khó đoán biết được là chúng ta sẽ làm gì. Ok, mình sẽ làm lại nha. Cái này mình nghĩ là anh em có thể tham khảo, vì đây là cũng là một pha dứt điểm hơi nâng cao một chút. Rồi, tiếp theo đó chính là những pha bóng mà anh em sẽ truyền từ hành lang cánh. Nhưng khi đó những cái đường truyền của chúng ta lại rất là mạnh. Vậy thì khi đó anh em sẽ làm gì? Đơn giản thôi, chúng ta sẽ đỡ lại một nhịp và dứt điểm vào ngay góc gần như thế này. Đỡ một nhịp, dứt điểm. Lúc đó thì anh em có thể ấn đỡ một nhịp và dứt điểm thật là nhanh để tạo ra cái sự đột biến nhất định, không cho thủ môn có bất kỳ cơ hội nào. Một nhịp và dứt điểm. Cái pha bóng này thì Van der Beek của mình thấy nó dứt điểm hơi kém nên chúng ta sẽ sử dụng Mbappe nhá. Ok, đây. Van der Beek chuyền vào. Đỡ một nhịp và dứt điểm. Đấy, cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên với những cái pha bóng mà khi một chạm đỡ lại của anh em nó hơi bổng một chút thì chỉ cần đánh một chạm về dứt điểm thôi là cầu thủ cũng có thể xử lý bóng rất là nhanh và tung ra một pha dứt điểm rất là nguy hiểm rồi. Thế này đây, cũng là một pha bóng khá là đơn giản. Tiếp theo, đó chính là một pha bóng có thể nói là không khác gì một cái cheat code ở trong game này rồi. Đó chính là việc sử dụng double touch và dứt điểm. Ok, vậy thì pha bóng đấy như thế nào đây? Ví dụ mình có double touch ở đây. Double touch và dứt điểm của Dominic. Đây là một pha bóng có thể gọi là cheat code ở trong cái game này rồi. Nếu như anh em nào mà sở hữu Dominic Icon thì chắc là hiểu rõ nhất về pha bóng như thế này. Pha bóng này rất đơn giản thôi. Anh em sẽ di chuyển gần đến đây, điểm pha double touch và dứt điểm thôi. Thì cái độ chính xác còn tùy vào việc mà anh em đứng vị trí ở đâu nữa thì cái độ chính xác cũng sẽ được đo đếm. Thường thì những cái pha bóng như vậy nó sẽ là một pha double touch hơi ngang thế này một chút này. Và dứt điểm. Đây, như thế này. Như thế này đây. Cũng khá là... Những cái pha bóng này thực sự là không thể nào mà đỡ được luôn. Lúc đấy thì hậu vệ của đối phương sẽ bị lỡ nhịp hoàn toàn và không còn cách nào khác ngoài đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả là thủ môn. Và thủ môn có bá đến mấy thì cũng không thể nào mà đỡ những pha bóng như thế này đâu. Cuối cùng chính là một pha bóng mình nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn để anh em thực hiện so với double touch và dứt điểm. Đó chính là việc là giả sút và chúng ta sẽ tạo ra một pha dứt điểm luôn. Thì đây cũng là một pha bóng đơn giản hơn nhiều để chúng ta thể hiện so với việc là sử dụng double touch. Và hầu như là đại đa số cầu thủ nào cũng có thể thực hiện được pha bóng này. Không cần phải sở hữu cái skill là double touch làm gì cả. Đó, anh em thấy đại đa số các cầu thủ đều có thể sử dụng được cái skill này. Và cái skill này cũng là một cái skill tạo ra cái sự đột biến nhất định, khiến cho thủ môn không biết điều nào một lần đâu. Và có thể là dứt điểm từ mọi tư thế, mọi hướng mà anh em đang hướng đến. Tuy nhiên hãy nhớ cái quy tắc đầu tiên của chúng ta đó chính là gì? Giảm tốc độ nha. Giảm tốc độ để cho cầu thủ vào vị trí phù hợp nhất để có thể tung ra một pha dứt điểm. Và đó chính là những cái cách mà chúng ta có thể dứt điểm ở trong mùa 2021 này. Hy vọng anh em sẽ thấy hứng thú với lớp học dứt điểm 101 này và hãy đón chờ những lớp học khác như là lớp học dây bóng 101 và lớp học phòng ngự 101 nha. Đừng quên like, subscribe và tiếp tục ủng hộ Thumbway Games. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại. Peace.